Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game chiến binh tối thượng thôi. Hôm nay mình muốn review lại cho anh em cái con ác nông dân của bạn nào 1402-2010. Đây, một anh nông dân của chúng ta đã lên được 803 vạn lực chiến anh em ạ. Phải nói tắt gọi là 8 triệu lực chiến anh em nha. Và anh em có thể biết đó chính là con Android 18SS này đã lên 4 sao anh em ạ. Chiến lược của nó này 410 vạn luôn, gánh một nửa cái tổng số chiến lực của cả cái team này luôn. Full set vàng này, phá hoại 2 sao này vào 51. Cơ bản là ui, ấn ký cái này lên 3 rồi, còn này lên 3 sao 600 nữa thôi là lên 3 sao phát là lên 10% bạo kích nha anh em ạ. Là lên 51% bạo kích. Thế này thì thôi xong anh em ơi. Xong nha, 5% bạo kích. Thế mà ông này ông mới búp cho 51%, con này ông búp cho thêm là 9% nữa thì vào trận mà 60% bạo kích ấy. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chỉ là 50 thôi. Test thử con đam này xem nào. Test thử ải đi anh em ơi. 8 triệu lực chiến á, cái trai nông dân. Ghê quá ghê luôn. Quá pro luôn anh em ạ. Không còn gì để nói luôn. Anh em nhìn chỉ có thấy sốc, em sốc, ui xuồng. Chất nhờ. Được anh ạ. Quả đánh được á. Quả đá thường đã 91.000 à. Ghê quá nhờ. Đá thường 81.000. Ui xồi. Không có công ty thấm. Rất là thấm luôn. Bây giờ thì team này của đội bạn nó quá mạnh rồi nhá. Không làm gì được rồi. Mình Android 18 không gánh được. Trông thế thôi mà gây ra 1.400.000 lượng sát thương này tỏm luôn. Test thử đánh PVP đi anh em ơi, xem các bạn nào nó xứng tầm để mình so tài không đây. Phang luôn với ông bên này đi. Cũng 8 triệu đấu chiến này vào 110. So tài luôn, sao phải cóng nhỉ? Mình nghĩ kẹp như này hợp lý này. Chiến con kít bư cho lên trước nhỉ. Chết, ui một ulti chết ngay kít bư em ạ. Một phát nằm luôn. Ghê mãi chưa. Ui nhưng đội bạn là AOE ghê thế. Sợ quá nhỏ AOE ghê thật. Hồng, tàn nát đội hình của mình rồi. Hình của mình mỏng quá, nó AOE phát nó toang hết đi nhỉ. AOE về nết kẻ thật. Đây cũng chưa hẳn là nết đâu nhưng mà đội hình của mình nó yếu quá. Ui rồi thôi, Kami 22 8 triệu mốt. Mình cũng 8 triệu mà đội hình bên bạn dàn đều hơn. Con này AOE khỏe thế. Sao nhờ cái con kia AOE kinh thế nhở. Đây này 700. Con này là con gì? Quên tên đấy anh ạ. Con quân sứ nó kha hay cái gì ấy. Cap 3 anh ạ, Cap 3. Con này là Califa này, Califa. Cap 3 con này AOE khỏe nhỉ. Là trí liệu. Ui, sát thương tăng 35% đối với kẻ địch chịu hiệu quả debuff. Thì cái bạo kích tăng 15%. Nhưng cầm lặng. Ui, sau này khỏe nhờ. AOE sốc đam mạnh vãi cả lờ luôn. Kẹp với BBD sao nhở. Nó trợ lực anh em ạ. Bây giờ mình mới để ý thấy con này họ vô đơn trí này. Kích con này mạnh đấy. Mạnh anh em ạ. Mạnh. AOE chơi con này hợp lý. Mà chơi lướt game được luôn. Tăng 35% cơ mà. 35% với cái địch chịu. Còn debuff thì được liên tội thôi. Debuff mình kích liên tội thì con này sốc đam liên tội luôn. Khi HP thấp hơn 70% nhận được 100 điểm năng lượng toàn đậu.
lại được tích một phát bắn hay. Còn ulti liên tọa này thì đỡ làm sao được em ạ. Nó ulti của nó 95% cơm to đấy mà. Nhưng mà cơ bản con này của mình cũng được tăng bút sát thương nhưng đánh cũng rất là ghê luôn. Thì hôm nào test thử anh em. 126 ai gì nữa. Ui 4 sao này đánh đi. Ui 5 sao. Chịu nhỉ, chịu. YC này thì yếu quá rồi. Mở mắt Thảo Miner. À đánh bạn Thảo Miner lần này. Hai đội hình cũng one hit với nhau. 3 sao, đội bạn nhiều 3 sao hơn mình. Cũng tầm 65, đội mình chỉ có 4 sao thôi. Con 4 sao có con 1 sao và một con 1 sao kia còn yếu hơn. Đội hình bạn thì gần như đa số là 3 sao hết. Ôi, mình đã phát Android rồi bạn đã mất nửa cây máu này á. Đá nhẹ cái. Gửi đàn nhẹ cái nó chết rồi. Các bạn ra gì vào này nọ anh em ạ, không phải chuyện thường đâu. Ui giời. Ui giời. Đỡ làm sao được, nhưng gì nó 4 sao đánh phát hẳn chưa, bây giờ lên 5 sao xong lên đây. Những kích hoạt level 210 lên thần thì đúng là chuột quá nhở. Tỷ lệ khống chế tăng lên 14% khi HP cao hơn 50% à. Cái hiệu quả khống chế này thì đánh sẽ gây ra stun này, bị choáng này. Skin chủ động có 17,5% tỷ lệ gây choáng, bị tăng thêm 14% thì tầm 30%, 50% gây choáng là to anh em ạ. Không phải bé đâu nha. Con Piccolo này à, chưa full tầng, nếu mà full tầng là thì lên 15% bạo kích. Con kia chỉ cần lên ấn ký 3 sao phát lên 60% bạo kích em ạ. Mình nghĩ tầm 60% bạo kích thì đánh ulti phát nào cũng ra bạo kích cái đấy rồi. 60 là to đấy. Trong cái tựa game này chúng ta 60% là to quá luôn này. Quá ngon nhỉ. Sáu triệu tư đánh nhau với chúng tôi này, chúng tôi 8 triệu. Chiến lược thì đội A bây giờ phải đánh đội team xuất huyết này thôi nào. Team bạn full 3 sao rồi, mình nghĩ đánh này là SML đấy anh em ạ. Team mình có 4 sao, team này yếu quá này. Kiếm nhà nó cân kèo chút nhở. Đang gồm 110 này, à đây này. Team này là cân kèo rồi. Ừ, so tài nốt team này cho anh em xem nha. 7 triệu tư với 8 triệu một team AOE và một team one hit thì mình nghĩ chắc team mình thắng rồi. Chưa đánh không biết team mình thắng nhưng mà test thôi. Xem lượng đam của đội bạn gây ra là bao nhiêu. Lượng đam đội bạn là bao nhiêu. Kikito chúng tôi. Ây à, chết luôn Piccolo rồi anh em ơi. Đây có phải dấu hiệu vang không? Ừ đừng đùa anh em ạ. Đội hình kia là full full SS với đội hình của mình chỉ có 3 con SS. 2 con S. Cũng chưa biết mình vào tán nhiều nào đâu nha. Chất tướng anh em, chất tướng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả trận đấu này. Android 18 tiến lên. Đá phát nửa cây máu. Ui xuồng. 4 sao thế cơ mà. Nhìn 4 sao không tôi chưa. Ôi né cơ. Nhìn ôi dịch chuyển à.
Di chuyển liên tục thế. Đó, đội bạn sao định đi. Đội bạn xác định đi. Bùm. 1.490.000. Phê nhở. Mình đang dự kiến dồn cho con trang bị tích của mình là bên cái server F39 kia để nó lên 3 sao nhưng nó khác mọt này. Con này lên 410.000 chiến lực. Nhìn đánh sướng nhanh nhau là sức mắt luôn. Còn cái chay của anh chuất chuất. Mình rất mong chờ khi con này lên được cái ấn 3 sao này. Tại nên thiếu nguyên liệu rồi, thiếu hai cái thôi. Thiếu hai cái ấn, một thêm một ấn mô nữa nào. Ra gì vào này nọ thôi, 200 cái này thì dễ kiếm thôi, tách đá, đá dép này thì dễ kiếm thôi mà. Trong chợ cũng như tách mấy cái xanh cái tím là có, à cái xanh mấy cái xanh lá mấy xanh dương là có ấy. Quan trọng là kiếm một cái ấn ký, hai cái ấn ký mô tím trùng. Đẩy lên 3 sao, ra gì mà này nọ quá luôn. Rồi các bạn có lẽ clip review qua con app cái chay của bạn 14022010. Chiến lược 8 triệu của mình cũng xin lại cái đây nha. Khi nào những con app nông dân nào có chiến lược cả 10 triệu mình sẽ review lại cho anh em xem. Hướng dẫn anh em review cho anh em, giới thiệu qua cho anh em cách cái chay của các bạn pro player anh em nha. Đánh nạp tiền chúng tôi mà cũng bị chúng tôi đánh cho SML chứ đừng đùa anh em ạ. Upgrade chất chất chất. Con áo này chắc tương lai thay Visa này phế rồi, chẳng gây được lượng đam gì. Bạn bốn vị trí này thì vẫn ok thay Visa. Trong mảnh này bạn ấy có bạn không chơi vô tăng vô tinh này. Mua hết đồ anh ạ. Xà đạo 6200 rồi. Mới có định thay vô tanh thay cho con Frieza nữa. Mình nghĩ là chắc thay cho Frieza đấy. 8.000 nữa thì đủ rớt con vô tanh được vậy. Eflin là 1 sao là đủ rồi. Kích 5% sát thương rồi. Tăng sát thương còn đánh nó cũng khác mà khác quạt chứ. Thay vô tanh vào đây là đội hình đẹp luôn, đội hình nhung dinh đẹp luôn, đỉnh quá chứ anh em. Thôi các bạn bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.